Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Cà Mau ạ. Dạ, nghe. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Trong cái lúc mà mình giao tiếp để cái xấu á. Vâng. Là mình có hiện tượng cái sinh sớm đó nhỉ? Vâng. Hồi nhỏ thì đã bị bệnh sốt á, rồi đi bác sĩ rồi đó, chết làm như gần như bị liệt dương vậy. Nhưng mà bây giờ thì mình hồi phục lại cũng đã 50% mà. Vâng. Có một cái mà mình tiếp xúc với người nữ á. Vâng. Mình gửi mình được sinh sớm. Vâng, bạn cũng đang rất là lo lắng cho cái sức khỏe tình dục của mình đúng không ạ? Dạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ, em nghe. Em có nói là trước kia ấy, em bị bệnh xong rồi là bác sĩ điều trị thuốc gì đó xong là bị liệt dương á. Dạ. Trước kia là khi em bao nhiêu tuổi em? Hồi em còn nhỏ lắm, hồi rồi lúc đó chẳng là nó 3-4-5 tuổi gì đó. 3-4-5 tuổi sao biết là liệt dương? Dạ, hồi đó sẽ chích như bị sốt á, thì chích gì đó về. Rồi, dạ. Không biết là sốt do nguyên nhân gì đó, đúng không? Thế em đi điều trị phục hồi được 50% và quá trình điều trị thế là tốt dần gì nữa? Thì như mà mình bình thường nó gần nó phát triển gần lại gì đó, nhưng mình bị sớm á. À, mình bị xuất tinh sớm ấy, đúng không? Dạ. Từ lúc mà cương cứng lên thì được bao nhiêu lâu thì xuất tinh mà em bảo là sớm? Khoảng 2 phút, thế là tốt rồi đấy. Vì dưới 2 phút thì người ta mới coi như là xuất tinh sớm. Bây giờ muốn là nó sẽ tốt hơn nữa nhá, thì em phải đi kiếm một bệnh viện nam giới đi. Để xem cái gốc của nó như thế nào và xét nghiệm tinh dịch đồ vân vân, để xem cái chức năng sinh sản của mình nó ra làm sao, bởi vì mình cũng sẽ lấy vợ mà. Và hướng tới là có con, chứ không phải chỉ hướng tới là quan hệ tình dục được. Có khi quan hệ tình dục được mà lại không có con, đúng không? Thế cho nên bây giờ mình phải đi kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình nhá. Thế để chuẩn bị trước đi trong một cái tương lai tới của gia đình mình. Còn cái quá trình phục hồi mà từ liệt dương cho đến bây giờ mà được như vậy là chị thấy là quá trình thấy là rất tốt. Bây giờ tốt hơn nữa đi em nhé, thì cần phải đi khám. Vâng, chúc bạn giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng.